Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin bóng đá Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Quang bóng đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho ekip chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng có trong bản tin ngày hôm nay. Pau FC nhận tin cực vui, Quang Hải sắp có chiến thắng đầu tiên. Không có nổi một chiến thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên, Pau FC đã chính thức rơi xuống vị trí bét bảng tại League 2 mùa này. Đối thủ của Quang Hải và các đồng đội ở vòng tiếp theo sẽ là Saint-Étienne, đội đang xếp ngay trên Pau FC khi chỉ nhỉnh hơn về hiệu số phụ trong trận cầu, được coi là có giá trị 6 điểm. Trước trận đấu vào ngày 6 tháng 9 tới, Pau FC nhận tin vui từ đối thủ khi mà Saint-Étienne đang gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Theo xác nhận của huấn luyện viên trưởng Lauren Ballis, Saint-Étienne có thể vắng từ 4 đến 5 cầu thủ trụ cột trong chuyến làm khách trên sân của Pau FC ở vòng đấu thứ 7. Noah Raveyre đã có sự chuẩn bị kỹ, cậu ấy có thể thi đấu nhưng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị. Victor Lopri thì đang bị đau ở mắt cá chân và phải xem những báo cáo vào ngày mai. Sai đu sâu, Anthony Gauthier, Ayman Mofek cũng vậy. Họ đã tập luyện trở lại nhưng chưa thể ra sân ngay từ đầu. Như vậy ở trận đấu với Pau FC, Saint-Étienne chỉ còn 2 thủ môn là Dreyer và Boboca Fong. Trong đó Boboca Fong là cầu thủ chưa được đăng ký ở bất kỳ một trận đấu nào. Trong khi đó Pau FC vẫn có sự phục vụ của Alexandre Olero, thủ thành có nhiều pha cứu thua nhất League 2 mùa này. Ngoài những cái tên kể trên, Saint-Étienne cũng sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn số 1 là Etienne Green. Trước đó, người gác đền này phải nhận một thẻ đỏ trong trận thua 0-6 trước Le Havre ở vòng đấu trước. Một nhân tố đáng chú ý khác là Victor Lopri, cầu thủ đã khoác số áo 19 của Quang Hải tại Pau FC mùa giải trước, cũng dính chấn thương và không gặp được đội bóng cũ. Việc đối thủ suy yếu có thể là cơ hội để giúp Pau FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Về phía Quang Hải, tên vệ sinh năm 97 đang không có được những màn trình diễn như kỳ vọng. Ngôi sao của đội tuyển Việt Nam chỉ ra sân 10 phút ở trận đấu gần nhất, với số phút thi đấu cho Pau FC đang giảm dần. Đã mang về 14 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Pau FC gần như đã cuộc thay máu về lực lượng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau khi vẫn chưa thể tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên, đội bóng của Quang Hải lại tiếp tục mang về thêm một cái tên mới nữa để tăng chất lượng hàng công. Cụ thể, Pau FC đã quyết định chiêu mộ tiền đạo Pape Ibnou Ba dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Le Havre cũng ở giải League 2. Tiền đạo người Mauritania được định giá là 800.000 euro trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, một con số tương đối khiêm tốn ở League 2. Động thái của Pau FC có lẽ đến từ việc hàng công của họ đang chơi khá tệ sau 6 vòng đấu đã qua. Đội bóng của Quang Hải mới chỉ có được 3 bàn thắng tại League 2 mùa này. Cả 3 tiền đạo cắm là Walid, Jamoni, Marlon Chotro và Mohamed Yattara đều có màn trình diễn thiếu thuyết phục. Pape Ibnou Ba hiện tại đang phục vụ cho đội tuyển quốc gia Mauritania, xếp hạng 107 trên bảng xếp hạng FIFA. Tiền đạo 29 tuổi từng là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Senegal với 17 bàn thắng. Đến tháng 1 năm 2021, tân binh của Pau FC gia nhập Le Havre ở League 2 với mức phí chuyển nhượng là 1,2 triệu euro. Cùng với Quang Hải, Pape Ibnou Ba là bản hợp đồng thứ 15 ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay của Pau FC. Ở chiều đi, đội bóng miền Tây Nam nước Pháp cũng chia tay với số lượng cầu thủ tương tự. Mặc dù đây là phương án cần thiết để nâng cấp hàng công, nhưng huấn luyện viên Tholot cũng cần tính toán đến việc giúp các cầu thủ sớm hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội. Pape Ibnou Ba hoàn toàn có thể là đối tác ăn ý của Quang Hải trên hàng công. Tiền vệ sinh năm 97 vẫn tỏ ra khá lạc lõng với những nhân tố khác trên hàng công của Pau FC. Số phút thi đấu của Quang Hải cũng đang giảm dần theo thời gian khi trận đấu gần nhất chỉ được đá hơn 10 phút. Sức mạnh của Pau FC đã dần lộ diện và dường như đây không phải bến đỗ có thể làm bàn đạp để Quang Hải phát triển bản thân. Trước trận đấu vòng 7 League 2 với Saint-Étienne lúc 1:45 ngày 6 tháng 9, Pau FC đang ở xếp cuối cùng bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm, 3 hòa, 3 thua. Người hâm mộ Việt Nam hẳn cũng ái ngại bởi Pau càng sa sút, cơ hội ra sân của Quang Hải càng nhỏ. Huấn luyện viên Tholot sẽ ưu tiên những cầu thủ có tính chiến đấu cao hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, có cảm giác như việc Quang Hải tới Pau không phải là nước đi khôn ngoan. Đành rằng anh được ra sân thường xuyên với 6 lần liên tiếp từ đầu mùa, nhưng đóng góp của anh cho lối chơi chung là rất khiêm tốn. Nói vậy không có nghĩa Hải ở đẳng cấp thấp hơn đồng đội. Đơn giản là lối chơi của Pau quá khác so với Hà Nội FC hay tuyển Việt Nam. Trước đây Hải Con là trung tâm trong cách đá bóng ngắn, phối hợp nhỏ, nhưng giờ anh lại bị đặt trong một tập thể ưa bóng dài, đua tốc độ. Tiền vệ Việt Nam chưa phải là ngôi sao lớn để huấn luyện viên phải điều chỉnh chiến thuật xoay quanh anh. Ở chiều ngược lại, rất khó để cầu thủ sinh năm 97 cải thiện sức mạnh, khả năng bứt tốc để thích ứng với lối chơi mà Pau đang theo đuổi. Sau những gì đã và đang diễn ra, Câu hỏi về tính hợp lý khi Quang Hải chọn Pau là điểm đỗ đang được nhiều người đặt ra. Bằng con mắt thông thường cũng có thể nhận thấy các cầu thủ áo vàng đa phần chơi theo bản năng ở mức thấp. Giữa một tập thể như vậy lại khác biệt cách tiếp cận trái bóng, thật khó để Quang Hải thu lượm và phát triển sự nghiệp. Vấn đề nằm ở chỗ Pau có vẻ không quá quyết tâm trong việc tạo ra một tập thể mạnh. Bằng chứng là việc họ đem về 16 tân binh, nhưng tất cả chỉ ở mức độ làng nhàng. Đa phần là chịu cảnh thất nghiệp ở mùa trước hoặc là ít được ra sân thi đấu. Mới nhất, trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè, huấn luyện viên Tholot được bổ sung trung vệ gốc Congo là Nathan Mozango, người cả mùa trước không chơi trận nào. Người hâm mộ Việt Nam đã từng rất kỳ vọng vào thương vụ của Quang Hải sang Pháp chơi bóng, nhưng Pau chẳng như mơ và không loại trừ việc Hải con gia nhập đội bóng này chỉ là cú lừa lịch sử, gieo lên những hy vọng viển vông cho người hâm mộ Việt Nam. Nguyễn Quang Hải đã ra sân cả 6 trận đầu tiên cho Pau FC ở mùa giải này, tuy nhiên chưa thể nói tiền vệ sinh năm 97 đã thành công trên đất Pháp. Sau 3 trận đầu với nhiều tín hiệu tích cực, Quang Hải đang có dấu hiệu đuối trong cuộc cạnh tranh vị trí tại Pau FC. Nếu 3 trận đầu, Quang Hải thi đấu lần lượt là 30 phút trước Con Game, 68 phút trước Dijon và 63 phút trước Le Havre, thì ở 3 trận gần nhất, tiền vệ sinh năm 97 chỉ đá tổng cộng 55 phút, đều vào sân từ băng ghế dự bị. Đóng góp của Quang Hải trên mặt trận tấn công của Pau FC chỉ là con số 0 tròn trĩnh, khi không có bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Theo thống kê của SofaScore, Quang Hải chỉ tung ra trung bình là 0,2 cú sút, chạm bóng 13,5 lần, có 1 đường chuyền tạo cơ hội và có 5,2 đường chuyền chính xác mỗi trận. Đây là thống kê rất thấp với cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, vốn đòi hỏi phải liên kết tốt với các đồng đội và tạo cơ hội cho các tiền đạo. Trên khía cạnh dây dắt, tạo đột biến hay chuyền dài, Quang Hải cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ có trung bình là 0,8 quả tạt trúng đích, 0,2 pha dây dắt thành công, nhưng có tới 4,5 lần mất bóng trong mỗi trận. Ở trận gần nhất gặp Ken, Quang Hải chỉ đá 10 phút cuối và không có đường chuyền trúng đích nào, dù Pau FC đá nhiều hơn đối thủ một người. Khi Quang Hải đang chật vật, Henri Saivet lại thăng tiến mạnh mẽ. Cựu cầu thủ Newcastle ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất, trong đó có pha sút phạt đẳng cấp tung lưới Ken. Nên nhớ Saivet là cầu thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí với Quang Hải. Cựu thần đồng người Pháp tỏa sáng, đồng nghĩa cơ hội thi đấu của Hải con thì càng bị hẹp lại. Quang Hải cần thời gian hòa nhập, nhưng huấn luyện viên Tholot khó kiên nhẫn với học trò. Pau FC đã rơi xuống vị trí cuối cùng và chưa thắng một trận nào suốt 6 vòng đấu. Trước thềm trận đấu gặp Saint-Étienne, Pau FC đã chiêu mộ Pape Ibnou Ba từ Le Havre. Trong sơ đồ 4-4-2 hiện tại, Mohamed Yattara, tiền đạo mới được chiêu mộ, gần như sẽ chắc chắn suất đá chính. Huấn luyện viên Tholot sẽ sử dụng một hộ công ở dưới và hiện tại ông có 3 lựa chọn là Eddie Servetrey, Quang Hải và Pape Ibnou Ba. Bên cạnh Saivet có thể đá ở mọi vị trí trên hàng công. Ở trận gặp Saint-Étienne vào rạng sáng mai, áp lực thắng càng đặt nặng lên vai thầy trò Tholot. Saint-Étienne là tượng đài của bóng đá Pháp, nhưng đang rơi tự do kể từ sau khi xuống hạng mùa trước. Quỷ Xanh thắng 2 và thua 4 sau 6 trận đầu tiên, cộng với án phạt trừ 3 điểm. Saint-Étienne đang đứng hạng thứ 19, xếp trên Pau FC do có hiệu số tốt hơn. Trận đấu với Saint-Étienne do đó không khác nào trận chung kết ngược với Pau FC. Quang Hải nhiều khả năng phải ngồi dự bị, nhưng cơ hội thể hiện mình của Hải con vẫn còn. Quang Hải cần tận dụng tối đa khoảng thời gian vào sân từ băng ghế dự bị để quan sát đối thủ, tự tìm vị trí thích hợp cho mình và tận dụng điểm mạnh, kỹ thuật, khả năng đá phạt để tỏa sáng. Nỗ lực chứng tỏ bản thân sau 4 trận mờ nhạt đầu mùa của Henri Saivet là lời gợi ý tốt để Hải con cố gắng bứt phá. Qua đó tìm kiếm chỗ đứng tại Pau FC bắt đầu từ cuộc so tài đêm nay.